Ngày 31 tháng 10, huyện Mộc Châu đã tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 11 nhằm đánh giá công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được thông tin nhanh một số hoạt động trong tháng 10 diễn ra trên địa bàn tỉnh và huyện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Trọng tâm là hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội thảo Sơn lao với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị, sự kiện du lịch sắc màu Sơn La Tây Bắc lần thứ hai diễn ra tại thành phố Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 nhằm quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Thông tin một số kết quả nổi bật của huyện như việc quán triệt triển khai các văn bản của đảng các cấp tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Huyện Mộc Châu tổ chức thành công chương trình an sinh xã hội ngày vì người nghèo năm 2022, kêu gọi được trên 13 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo 115 em học sinh được các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu trong 3 năm với số tiền 6 triệu đồng một học sinh mỗi năm. Thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11 và những tháng tiếp theo, các cơ quan khối Đảng đoàn thể và khối chính quyền tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 9 đề án thực hiện chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22 quan tâm công tác phát triển đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là tại 10 bản biên giới phức tạp về an ninh trật tự tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị, tập trung giả soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh phương án, kịch bản xây dựng Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2023, triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Mộc Châu, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.